chiều bờ đê lối xưa kỷ niệm thiết tha, lòng nàng sao lưu luyến quá, hẹn hò một người đi xa mà năm tháng đã dần qua. Chuyện tình chung thủy có em bên bờ sông vàng, ngày ngày xa đoan biết đâu anh còn nhớ chăng, lệ buồn đêm khuya thương trắng, chiều chiều nhìn theo ánh nắng lười. Sĩ Trương Thế Vinh gặp bé đẩy nhẹ ra hát ngọt ngào như một cặp. Nhà ở đâu thế? Cứ ta lưu trong tim tôi chẳng nhớ đường về à? Cứ khiến cho tôi ngày đêm phải khóc rồi cười vì nhớ một người. Khiến quý vị ơi, mình có cần đi kiếm gì nữa không quý vị? Làm ba cho em luôn hả? Quý vị thấy coi kìa, xứng đào, xứng kép. Vinh, em hát câu đáp lại cho chị nghe coi Vinh. Anh nhớ em buồn vui nơi đó. Anh nhớ em từng đêm gió về, bao ước mơ một đời thiếu nữ theo lá rơi con sông mùa thu. Thôi thôi, đi về. Thôi hai đứa đi về luôn đi. Và chương trình của chúng tôi tới đây là kết thúc. Cái cặp hôn nhân này vừa đẹp, thấy không? Hợp lý mà hai đứa mặc cũng được luôn. Vậy thì hôm nay tới đây, nếu mà không được, mình cũng còn cơ hội là có anh Vinh, yeah. Đúng không? Đã, bên cạnh có chị Diệp Hương hậu thuẫn cho em nữa. À, bây giờ cho chị biết là em tên gì? À, lời nói đầu tiên em xin kính chào chị Diệp Hương cũng như là anh Trương Thế Vinh và còn toàn thể các bạn khán giả đang có mặt tại phim trường. Tên đầy đủ của em là Huỳnh Thu Lương, nghệ danh khi mà đi hát là Lương Huỳnh. Sau tất cả, số phận cũng trả hai người dưng về đúng vị trí vốn có. Ngược đường, ngược lối, ngược yêu thương. Về với con số không ban đầu, đôi khi cũng là một sự sắp đặt hữu ý của tạo hóa. Bởi chính con số khởi điểm này là vừa đủ để em đón nhận một tần số mới ở thời điểm hiện tại, từ một chàng trai chững chạc, tinh tế và yêu gia đình. Chương trình này có hai người và trân trọng mời bạn nữ kế tiếp. Đẹp quá trời, hát câu bé. Nhưng mà em hát em sợ làm nó vỡ cái không khí nãy tới không, giờ. Không, em cứ hát đi, nó đã vỡ rồi. Em bước ra là vỡ òa rồi, quá đẹp rồi. Dạ. Dạ. Dạ, vậy mọi người chịu khó lắng nghe giùm em nha. Dạ. Phận là con gái chưa một lần yêu ai, nhìn về tương lai mà thấy như sông rộng đường dài. Ừ, đường nó hơi dài. Tên gì? Bao nhiêu tuổi? Cho em xin chào chị Việt Hương, chào anh Trương Thế Vinh cùng toàn thể các bạn đang có mặt trong phim trường ngày hôm nay. Em tên là Đài Trang. Hiện tại em 22 tuổi và em đang làm nhân viên văn phòng ạ. Tuổi trẻ non nớt, chúng ta dại khờ. Năm đó dễ dàng buông tay vì nghĩ sẽ còn cơ hội. Đâu biết rằng mất nhau là muôn đời. Kể từ khoảnh khắc ấy, em nhận ra
không phải cứ yêu là sẽ cùng nhau bước đến cuối con đường. Sẽ có chàng trai khác thay anh nắm lấy bàn tay em. Chỉ không biết người ấy có xuất hiện tại tần số tình yêu ngày hôm nay không thôi. Lý do mà đẹp tuyệt trần như vậy mà tại sao chưa đi thi Hoa hậu? Em cũng đã từng thi Hoa hậu rồi. À. Dạ, trước đây năm 2017 thì em thi Hoa hậu Hoàng Vũ. Ê, năm 2017 Hoa hậu là hồi em có mà. Dạ đúng rồi chị. À, là năm đó em thi luôn. Dạ. Vô tới đâu? Dạ em vào vòng bán kết. Trước là với em mới có 20 à. Đúng. Nhiều khi mình còn non nớt quá. Dạ. Chị nghĩ là bây giờ bắt đầu chín mùi rồi, nên đi thi lại đi, tại vì quá đẹp. À. Mời hai em về chỗ. Cảm ơn tất cả quý vị đến với chương trình Tần số tình yêu. Được phát sóng vào lúc 21:35 thứ sáu hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty truyền thông Bi thực hiện. Chúng ta chuẩn bị gặp gỡ bốn người đằng sau bức màn này. Mời Trương Thế Vinh về chỗ của mình luôn. Mời chị. Vòng đầu tiên của chúng tôi có tên gọi là đi tìm tần số. Mời bạn số 1 giới thiệu về mình. Em à, anh đến đây là đi tìm một nửa của đời mình. Nếu em không ngại thì là em sẽ anh đều. Xin chào tất cả mọi người, mình tên là Ngọc Hòa. Năm nay mình 27 tuổi, nghề nghiệp hiện tại mình là tài xế. Sở thích của mình là đi du lịch, nếu được cùng em thì là tốt hơn. Mời bạn số 2. Xin chào tất cả mọi người, mình là Đinh Lực, năm nay mình 27 tuổi. Mình cao 1m8, công việc hiện tại của mình là PT. Sở thích của Lực là đi du lịch. Lực đi rất nhiều nơi nhưng mà chỉ có một nơi duy nhất Lực chưa tới, có nghĩa là trái tim của em. Ví dụ như mà hôm nay Hòa với Lực mặt hai em dưới đây không đồng ý, hai em cùng có sở thích du lịch thì hai em có thể dẫn nhau đi du lịch luôn cũng được, hiểu không? Anh chàng số 3. Chào tất cả mọi người, mình tên là Hoàng Hiếu, hiện tại mình đang quản lý một chuỗi spa. Chẳng biết ngày nắng đẹp rạng ngời hay đêm về bão táp mưa rơi, chỉ cần biết đến nhau là ngày đẹp trời. Em ơi đi trốn với anh. Cũng hơi đoạn hậu ha. Cảm ơn bạn rất nhiều. Xin mời bạn thứ tư. Vì anh thương em như thương cây bàng non, cây nhớ ai làm sao nói được. Xin chào tất cả mọi người. À, mình tên là Lê Tuấn Nam, năm nay mình 29 tuổi, hiện mình đang là ca sĩ và diễn viên. Sở thích của mình là đi du lịch. Thích đi du lịch chung với hai anh kia không? Dạ không ạ. Hôm nay mình đến tham gia với chương trình thì cũng mong là tìm được một nửa còn lại của mình. Toàn mấy anh chàng bẻn lẻn, anh cũng bẻn lẻn nữa. Ế ế nó hay bẻn lẻn lắm. Rồi không biết là hai bạn ở đây thì có ấn tượng với chàng trai nào không? Lương Quỳnh. Ở đây thì ca sĩ có nè, BT cũng có, nói chung là đa dạng về nghề nghiệp. Nhà thơ cũng có luôn, số 3 nhà thơ. Dạ, có chút xíu ấn tượng với anh chàng đầu tiên. Cảm thấy an toàn. Dạ đúng rồi. Ấm áp. Dạ. Chở đi diễn coi bộ ngon. Ta tài xế. Với lại là trong lời nói của anh ấy thì em nghe có đâu đó một chút chân thành. Chân thành. Dạ. Vậy còn Đại Trang? Em thì em lại ấn tượng bởi tiếng hát của anh Thư Tư. Tại vì em hát không được hay cho nên ai mà hát hay là em thích lắm. Anh có thể hát cho em nghe mỗi ngày. Anh có thể hát cho em nghe mỗi ngày. Có thể là cái giọng nói á, đầu tiên sẽ làm cho các em có cái ấn tượng. Nhưng mà còn nhiều thứ, chúng ta sẽ lần lượt khám phá những anh chàng này. Cho tụi em xem bốn cái ốp lưng điện thoại để em coi em có cảm giác với ai. Mời các bạn cho chúng tôi xem ốp lưng điện thoại. Trời, có tờ 2 đô đâu. Bé Trang, cho chị biết là em ấn tượng với anh chàng số mấy? Em lại ấn tượng với anh số 2. Tại vì sau cái ốp có cái tờ tiền, cái thói quen để giống như em. À, bé Quỳnh. Bây giờ nhìn qua ốp điện thoại thì em cũng ấn tượng với anh chàng số 2. Cũng ấn tượng với số 2. Em số 2 ơi, cái ốp lưng trong suốt của em nó bị ố rồi nha. Em rảnh quá vậy. Em lo vô giấy ốp lưng rồi nọ chứ. Dạ. Dạ, chúng ta sẽ cùng xem màn hình khóa của bốn chiếc điện thoại này. Đây. Trang, em thích ai? Dạ, em ấn tượng với lại màn hình của anh số 2. Số 2? Dạ, nhìn vào thấy cảm giác đàn ông nam tính dữ quá. Bé Quỳnh. Mới nhìn lên thì ấn tượng số 2 thôi. Nhưng mà nhìn lướt qua em muốn kiểu như là có hơn một chút sự tò mò với anh số 3.
không biết là ảnh có giống như trên hình là nghề Street Fighter không? Tại vì hồi nãy anh có nói là anh làm nghề kinh doanh. Tuy là em làm kinh doanh nhưng ngoài ra thì em rất là đam mê về photographer. Nếu như em may mắn tìm được một bạn đi cùng em suốt quãng đời này thì em sẽ cùng bạn đó tạo nên nhiều bộ ảnh thật là lung linh nè. Có bạn nữ nào nhà gần ở vùng biển không ạ? Hay là Bình Thuận không ạ? Em thích biển, quê em cũng ở Bình Thuận luôn. À vậy hả? Còn à Lương? Dạ em quê ở Bình Định, nhà em cách biển 200m thôi. Dạ. Ý anh sao? Em cao 1m mấy? Em cao 1m82. Đại Trang ơi, em cao mét bao nhiêu? Em cao 1m70. Dạ Quỳnh cao mét mấy? Dạ em 1m6. 1m7 hay 1m6? 1m5 là em bỏ đi chị đó nha. Chị thì chị ấn tượng với anh số 4 nha. Tại vì chị có một lần nuôi chó đó hồi nhỏ, và khi mà con chó nó bị tai nạn nó mất á, chị khóc quá trời, và từ đó cho đi chị nghĩ là chị không nên nuôi nữa, và đã lâu lắm rồi chị không nuôi. Nhưng cái cảm giác mà người nào mà thích thú vật mình chụp cái hình con chó này rất là cưng, và anh chàng này mà cưng thú vật như vậy thì tôi nghĩ là sẽ rất là cưng vợ, cưng bồ. Bạn số 4 ơi, tại sao bạn lại để hình cái con chó cưng vậy? Sở thích của em là em đam mê và yêu động vật, riêng chó mèo. Có những lúc mà buồn hay là khó khăn gì trong công việc thì em thường là ra quán cà phê chó mèo để nặng mấy đứa nó. Hay quá. Và em có nuôi chó không? Dạ trước thì gia đình cũng có nuôi, nhưng mà tại hiện tại bây giờ em đang ở trên công ty, thành ra là cũng không có chỗ để nuôi á. À. Bây giờ chúng ta sẽ cùng mở chiếc điện thoại ra để coi bên trong cá tính mỗi người như thế nào. Điện thoại của bạn đầu tiên, xin mời. Bạn ơi, mẹ hả bạn? Dạ. Dạ mẹ và em gái ạ. Tại sao em lại để hình mẹ với lại em gái? Tại vì mẹ nuôi bố anh em từ nhỏ. Em thứ mấy trong nhà ạ? Dạ em lớn nhất ạ. Và bé nhỏ nhất đó là đang chụp hình với mẹ em phải không? Dạ. Trời bé dễ thương quá trời. Bạn để cái máy ảnh vào cái mục ưu tiên như vậy, bạn có phải là người thích chụp hình không? Dạ em thích chụp hình nhưng mà em chụp hình không đẹp. Thì cho anh vô coi có hình nào. Dạ. Trời đất ơi, đi đâu vậy em? Dạ em đi du lịch chị. Ở đâu vậy? Dạ Long An chị. Long An. Ủa ở Long An mà điểm địa điểm nào mà đẹp vậy em? Dạ khu du lịch gì em quên rồi chị ơi. Cho em hỏi là ngoài công việc tài xế thì anh định hướng là tương lai mình có chuyển sang nghề khác không hay là mình vẫn tiếp tục? Hiện tại thì mình ngưng chạy xe rồi, mình đang theo học nghề diễn viên, và đang học được khoảng mấy tháng thôi. Dạ vậy là cũng có máu đam mê nghệ thuật đó giống em. Bạn có thể cho mình hỏi mỗi người đàn ông của bạn là như thế nào không ạ? Tại vì em là tiếp con gái sống khá là nội tâm nên em cần một người ở bên cạnh là một người chững chạc, tinh tế và đặc biệt là yêu gia đình. Chị thấy cái cách của Quỳnh nói chuyện là Quỳnh kiếm một cái người để nắm tay đi thật thụ. Em cũng vậy mà chị, em tới đây là mục đích đã đi tìm một nửa của đời mình và tìm một người để chia sẻ công việc với em với lại gia đình. Cảm ơn bạn số 1 nha. Bây giờ chúng ta sẽ đến với bạn số 2. Điện thoại của bạn lực sẽ như thế nào? Xin mời. Cho em hỏi hai bạn nữ là hai bạn nữ nghĩ thế nào về tình yêu online? Tình yêu online. Trang nói đi Trang. Em thì chưa bao giờ trải qua thử cái mối tình nào mà quen biết trên mạng rồi sau đó ra là gặp nhau rồi yêu nhau. Chỉ là qua hình ảnh trên Facebook hay Zalo hay là vài dòng tin nhắn mỗi ngày thì em nghĩ nó rất là khó đối với em. Vậy còn Quỳnh sao? Bực mí một chút xíu là cách đây tầm 6-7 tháng thì em cũng có một mối tình quen qua online. Nhưng mà không phải là tự quen mà là được bạn bè giới thiệu là họ đã gặp anh này ở ngoài rồi. Thì sau mối tình đó thì em cũng rút ra một kinh nghiệm là không phải là mình gom đũa cả nắm, nhưng mà cũng có số ít là họ sẽ hợp nhau, gặp ở ngoài sẽ hợp. Nhưng riêng em thì vài tháng nói chuyện với nhau qua điện thoại, FaceTime các kiểu rất là hợp, nhưng mà khi gặp á không hợp. Dạ đúng rồi. Tại sao? Khác quá. Dạ không, bề ngoài thì vẫn như vậy nhưng mà về tính cách á thật sự là không hợp. Do mấy bạn kỳ vọng vào cái online nhiều quá thôi. Thật sự đối với anh nó chỉ là phương tiện để đưa chúng ta gần nhau hơn thôi. Cho em hỏi thêm một câu nữa được không ạ? Được. Hỏi đi em. Cho em hỏi hai bạn nữ có muốn thích tập gym không ạ? Em thì rất là thích tập gym luôn. Ngày nào mà không tập thì về cảm thấy ngủ không có ngon. Thường em giờ tập giờ nào? Em thì em tập khoảng tầm 8 giờ tối. 8 giờ tối có rảnh không em? Dạ giờ đó em rảnh ạ. Còn Quỳnh sao Quỳnh? Mình thì mình thích lắm đó, chỉ là sợ không có thời gian thôi, hoặc là lười quá, nhiều khi đi làm về mệt quá. Thì nếu mà có tập á thì cũng là sau 7 giờ tối, 8 giờ tối giống như chị Đại Trang. Bạn trai mình mà đẹp trai vậy khuyến khích mình đi chắc cũng ráng. Dạ, đi. Dạ đúng rồi, ha? Quá tốt. Không tập được ở phòng gym thì dắt nhau về nhà tập cũng được. Đúng rồi. Ông chờ có nhiều đó thôi, ông cắm mặt xuống ông mừng. Dạ hỗ trợ em mình. Khởi động chi sport nè, em khởi động chi Vinh. Em là người ham học hỏi thôi. Do là em tập xong thì thể hình em đẹp lên rồi em muốn làm nghề này luôn để em giữ cái body của em, hay là do là hồi xưa em rất thì là ốm, hồi xưa em có 55kg rồi ạ, nên em quyết định đi tập gym. Bây giờ em nhiêu ký? Dạ em 75kg. Trước đây em làm nghề gì? Trước đây em làm cho một công ty xuất nhập khẩu. Em học cái gì ra?
Em học xong 12, em có thể học cao đẳng, nhưng mà em học chưa xong thì em đi nghĩa vụ rồi. Ồ, những anh chàng đi nghĩa vụ là chỉnh chu lắm nè. Quê em ở đâu? Dạ, em ở trên Buôn Ma Thuột. Bây giờ gia đình còn ở Buôn Ma Thuột không em? Em còn mẹ em, ba em thì mất lúc em đi nghĩa vụ rồi. Ồ, ba của bạn có nhiều ý nghĩa với bạn không? Dạ, rất chi là nhiều. Tại vì hồi xưa em rất chi là quậy phá. Tới khi ba em đưa quyết định đưa em vô trong nghĩa vụ rồi, em mới thay đổi con người em đến như ngày hôm nay. Chúng ta sẽ tạm gác cái chuyện buồn này lại nhé, không nói sâu quá. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với màn hình điện thoại của bạn số 3, một anh chàng thích đi bộ. Xin mời, ly trà thì phải. Nó có vẻ cho anh ấy cảm giác nó hơi buồn, nó hơi cô độc chút. Em cảm nhận về nó như thế nào mà em để lên màn hình? Tại vì em là một con người sống về nội tâm. Bây giờ thì em đang một mình và em suy nghĩ về những cái tương lai. Nhưng khi tới với chương trình này thì em muốn tìm một người cùng em đồng hành. Và em không muốn một tách cà phê mà em là muốn một cặp ạ. Okay. Nữ có thể không thích uống cà phê nhưng có thể ly nước cam kế bên, hay ly sữa tươi, hay ly dưa ua gì ha em ha. Chúc em là sau chương trình này sẽ có một cái ly kế bên nha. Cho chị xem vài tấm hình được không? Đây là những cái lúc mà em buồn thì em đi ra trước cửa nhà em và em đi bộ, em hay đi một mình. Nhà em ở đâu mà đi bộ ra đẹp vậy? Dạ, ngay khu Sa La ạ. Cái khu đó là ở đâu mà mấy đứa nhỏ la dữ vậy? Ngay gần hầm Thủ Thiêm ạ. Nói thiệt là chị không có rành. Cho nên là khi mà nghe các bạn hú hú lên là tôi nghĩ là chỗ đó nó chắc nó xịn xịn. Bữa nào em mời nhẹ chị với anh Vinh uống cà phê đồ gì cho chị biết xa xỉ coi. Dạ nếu như chị không ngại à. Bạn này có spa chắc cũng gần đâu đó, mời chị qua làm thử. Nha cưng. Rồi em cho chị vài tấm hình gần cái khu em ở xa xỉ đó. Đó tấm đó đó hồi nãy nữa. Ăn cái gì đó? Dạ đây là em có đi ăn đồ ăn Ấn à. Em coi bộ thích ẩm thực du lịch ha. Dạ. Còn đây là những cái tấm hình mà lúc em biểu diễn tại sân khấu Minh Nhí. Hả, em diễn cái gì? Dạ. Ông thầy chị, thầy khỏe không em? Em có mướn sân khấu của thầy để tổ chức một cái chương trình, một cái vở kịch. Đâu, cho cô diễn kịch chút xíu, xích lên coi. Quá trời không? Lúc em 18 tuổi thì em có đi thi vô trường sân khấu và may mắn em đậu. Nhưng mà vì một số lý do về tài chính cũng như là không có được gia đình ủng hộ lắm nên là em phải đi làm, em kiếm tiền. Thì tới bây giờ thì em đã thực hiện được ước mơ của mình cũng như là em có đủ tài chính để lo cho cuộc sống và theo đuổi đam mê của mình. Hay quá ha, anh chàng này nghệ thuật quá ha. Số 4 ơi, cho chị cho xem màn hình em với. Rồi. Cũng là con chó cười. Hiểu chắc đi. Chị xem vài tấm hình của em được không? Dạ được ạ. Wow, đồ ăn quá trời luôn. Em thích ăn uống lắm hả? Dạ, nói chung là em thích và em cũng nấu được luôn ạ. Đâu, cái nào em nấu đâu, cho chị coi hình coi. Nói chung là cũng nhiều món lắm. Đâu? Bánh xèo nè. Hả? Đổ bánh xèo được luôn hả? Dạ được. Phá lấu bò nấu cốt dừa. Phá lấu không phải là bò kho ạ. Em quê đâu vậy? Dạ em quê gốc thì Quảng Nam nhưng mà hiện tại gia đình đang sống Bà Rịa Vũng Tàu. Hay mà Bích Anh Quảng Nam luôn nè em. Hỏi hai bạn gái coi sẽ dạ. Ăn gì nấu liền. Hai bạn có thể cho mình biết khẩu vị và sở thích ăn uống của hai bạn được không ạ? Lương là người miền Trung, quê là ở Bình Định cho nên là những cái món khoái khẩu thì cũng đơn giản dị thôi, như bánh xèo, bánh bèo. Nói chung là đậm vị miền Trung đó. Dạ, dạ có. Bún bò Huế rồi. Dạ đúng rồi, bún bò dạ. Huế. Mấy món đó mình nấu được. Nấu được luôn, chết rồi. Bé Trang. Em thì cũng là người Quảng Nam, em là ở Tam Kỳ. À đây mình cũng Tam Kỳ dạ, nè. Tam Kỳ. Và hiện tại là em gia đình em thì đang sống ở Bình Thuận. Cũng là dân miền Trung cho nên rất là thích mì Quảng. Và em cũng bật mí là em cũng rất là thích nấu ăn. Rất nói về mì Quảng, gia đình Trương Thế Vinh thì thôi rồi, mẹ nấu cực kỳ ngon. Bé Trang cứ yên tâm, nếu em thích mì Quảng, không kiếm được bốn anh chàng ngồi đây thì anh chàng kế bên em nấu mì Quảng và gia đình nấu mì Quảng cũng rất ngon. Cảm ơn chị Hương. Và Vinh tin là hai bạn nữ ở đây đã có ấn tượng riêng của mình. Nhưng trước hết, chúng ta hãy cùng nghỉ giải lao trong vòng ít phút. Vâng, chào mừng tất cả quý vị quay trở lại với Tần Số Tình Yêu. Đây là lúc các cô gái cho chúng tôi biết các bạn ấn tượng với chàng trai nào nhất. Đầu tiên xin mời Đại Trang. Em thì ngay từ đầu em đã ấn tượng với lại giọng hát của anh số 4. Và sau đó trò chuyện thì em cảm thấy ảnh cùng quê hương, tức là đồng điệu về cả giọng nói hay là về nấu ăn các thứ. Thì em cảm thấy là em có ấn tượng với anh nhiều nhất. Anh cũng cảm thấy như vậy. Tại vì anh cũng là người Quảng và anh thấy sự kết nối này nó xẹt qua xẹt lại. Anh thấy được. Lương Quỳnh. Thì em ấn tượng với anh chàng số 3.
hơn những anh chàng khác một chút xíu. Tại vì em thấy anh ấy có cái tính cách giống em là sống nội tâm, và cũng gọi là nếu mà yêu thì sẽ yêu hết lòng, yêu chân thành. Trong đây có ba người nữ. Đấy, bây giờ em mới hỏi chị nè. Chắc là cho tôi chọn một người đúng không ạ? Hồi nãy thì chị nói là một cái người mà lái được chiếc xe mà xe tải là họ phải giỏi lắm họ mới lái được xe tải à. Đúng rồi. Cái nhất, cái hai, cái gu của chị là thích ốm ốm, chị không thích tập tạ. Chị thích anh chàng số 1. Còn chần chờ gì nữa? Hãy cùng gặp gỡ chàng trai số 2. Mình biết bạn thích mình và mình cũng vậy. Thế nên đừng nôn nóng. Tỏ tình là việc của con trai. Vốn định tặng câu nói vô tình đọc được này cho cô gái dành sự ấn tượng sau cùng với Lực, mà tần số lệch nhịp mất rồi. Dù gì thì cũng nên bình an nhỉ. Hạnh phúc đang lạc đường ở chốn nào đó, sẽ sớm ghé đến hành trình của Lực thôi, đúng không? Tập tạ cho nên người quá trời đẹp luôn, quý vị thấy không? Quan trọng là cao 1m8, tôi đứng kế bên cái thấy cái chiều cao lợi hại đẹp liền. Em nhìn ra bạn nào là bạn Trang, bạn Lương không ạ? Em có nghe giới thiệu thì bạn Trang thì cao, làm mẫu thì em có thấy rồi, ở ngồi giữa. Còn bạn Lương thì hơi thấp một chút nhưng mà em có nhận ca sĩ. À, hôm nay có thể là mình chưa có duyên ha, nhưng chị biết chắc khi em xuất hiện ở đây và đây đó, hai bên cánh phải cánh trái, dạ mấy đứa gái của chị nó la quá trời luôn, thì không chừng đây là một trong những cái tần số khi các bạn xem trên sóng truyền hình và các bạn sẽ liên lạc với Lực. Ủa mà không biết Đinh Lực có tài vật gì không ha, có hát ca nhảy múa gì được không nè? Tài của em là về sức mạnh. Chị có thể mở một miếng nhạc rồi em có thể diễn một cái bài thể hình nhỏ được không? Được ha. Một chàng pháo tay cho anh chàng đẹp trai Đinh Lực. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với vòng 2 có tên gọi là thử thách của chàng. Xin mời. Vâng thưa quý vị, như vậy là ba chàng trai của chúng tôi đã được bốc thăm ngẫu nhiên thử thách của mình. Chàng đầu tiên thử thách về nghệ thuật, còn anh chàng thứ hai thì là một bộ câu hỏi đáp nhanh trong vòng 60 giây. Và người thứ ba cũng là một thử thách nghệ thuật. Và không biết ý chị Hương muốn mời người nào trước đây ạ? Vậy chọn người số 4 trước đi. Tại số 4 người ta cũng thử thách nghệ thuật, coi người ta làm gì. Dạ vâng ạ. Mời anh chàng số 4 xuất hiện. Biết bao ngày bên em lang thang, có bấy nhiêu ngày yêu em, nhưng em vẫn ngây thơ không biết tình anh. Thầm yêu em nên tim đau giá rời. Anh đã thấy bao người yêu em, tim anh đã nhức nhối hình nặng bên em. Nhìn em yêu tuy ngày đây nhưng rõ xa rồi, vì tim em đã trót trăng ai rồi.
đất ơi, nhỏ nó hát nó rung, lần đầu tiên tôi mới thấy ca sĩ mà đi đồng tay đồng chân được, hay dễ sợ. Hay lạ lắm mới được, rung quá phải không? Đây chị nắm tay em cái cho em đừng bớt rung, mà tay lạnh ngắt à. Bất ngờ bước ra tất nhiên phải rung rồi, việc trước nhất là ngoài hai cô gái ngồi đẹp lộng lẫy, kế bên thêm Việt Hương nữa, căng thẳng đã vậy anh Vinh nữa ha. Mặt khó đăm đăm, mặt khó đăm đăm, coi hát có bị gì không, giống như ban giám khảo vậy, mình hơi rung chút đỉnh nhưng mà không sao, bản lĩnh lên rồi. Cảm ơn em. Và tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến với thử thách hỏi nhanh đáp nhanh 60 giây của bạn thứ hai. Xin mời. Em đã sẵn sàng chưa? Em sẵn sàng. Và một phút bắt đầu. Bạn Quỳnh Lương quê ở Bình Định, nhà bạn cách biển bao nhiêu mét? 200. Cô gái thích mì Quảng tên là gì? Lương Quỳnh. Cô gái tên Lương Quỳnh thích ăn món gì? Mì Quảng. Đài Trang chia sẻ từng có bao nhiêu mối tình online? Một. Mẫu bạn trai của Lương Quỳnh là gì? Chững chạc, trầm tính. Đài Trang thường đi tập gym vào khoảng mấy giờ trong ngày? 8 giờ. Trời ơi, quá giỏi luôn. Bạn đúng 3 câu mà bạn dư tới 24 giây lận. Bạn chỉ lộn chút xíu thôi. Chị sẽ xuống gần em để cho em đỡ rung hơn. Bước ra thấy hai bạn nữ của chị, hai đứa em của chị rất là xinh xắn. Vậy em nghĩ xứng đào xứng kép với bạn nào? Có lẽ mới ra thì em có hơi cảm tình với cái bạn bên tay phải của em nhiều hơn à. Là bên nào à? Lương Quỳnh đó. Bé hát hay lắm. Hai đứa dẫn nhau ra đó, ngoài chụp hình rồi bạn gái mình hát gì chịu nổi. Không, dễ thương lãng mạn á. Cảm ơn bạn đã tới trả lời câu hỏi của chị Việt Hương rất là lẹ, rất là nhanh. Mời em về chỗ của mình. Và bây giờ sẽ là phần thử thách với anh chàng mà Việt Hương đã chọn. Không biết ổng hát sao đây, lo quá chọn lại mã không êm là buồn lắm rồi nha. Mời chào đón phần trình diễn của bạn số 1. Xa vào đôi mắt em, chiều nào xò tóc ngồi bên xem, thấm ướt nhưng nào đâu dám nói hết tâm tư lại thôi, đường qua vẫn chưa mở lối. Đời lắm phong trần tay trắng tôi, trời đông ngày gió lùa bay gầy. Gió tình gió vàng lưới sân đường mấy sân thường. Bên nhau sao tình xa vạn lý, ngày đêm mắt ngàn xanh biển sông, mắt tôi dần dần sầu. Đường tơ màu sao thiếu. Về đâu lại tóc xò bơm dèn, ngồi vẫn con người sống kết tiếng, nhớ em tôi gọi tên, chỉ nghe tiếng lá rơi thềm. Tay chân nó lạnh ngắt hả? Rung không con? Dạ em nhìn hai bạn gái em rung. Ấn tượng với cô Bình à? Dạ cool. Cô bên này, tại sao chị chọn em chọn tìm hiểu chị. Dạ em chỉ bạn Lương Quỳnh 1m6 tiêu chuẩn. Chỉ bạn Lương Quỳnh thôi à? Thôi đi vô đây để chúc người ta, chúc ta suy nghĩ lại. Dạ chịu không, không cho nói gì nữa, đi vô. Các bạn thân mến, trước khi biết được cái phần lựa chọn, chúng ta giải lao trong vòng ít phút.
quý vị trở lại với chương trình Tần Số Tình Yêu. Mời hai em gái. Số 1, em chị nó mua được chiếc xe rồi. Em cảm nhận được anh chàng này rất là ấm áp. Anh nào? Dạ anh anh ấy. Dạ anh ấy. Anh ấy. Dạ. Tay có lạnh không em? Dạ tay có lạnh và rất là run. Đúng rồi. Dạ. Với cả là em cảm nhận được là cái tình cảm mà anh dành cho em á, em không biết là sẽ đi về đâu, nhưng mà trước tiên là mình bắt nhịp được, mình bắt sóng được cái tình cảm mà anh ấy dành cho mình rất là nhiều. Dạ. Thì và là quyết định cuối cùng của em là em sẽ thay đổi, chọn anh số 1. Còn bé Đài Trang. Dạ. Em vẫn là giữ nguyên cái quyết định của em là sẽ chọn cái giọng hát ấm áp của bạn số 4. Ở Tam Kỳ, cùng quê ha. Số 4 sẽ được giữ lại. Và bây giờ chúng ta sẽ coi gương mặt thiệt của ba chàng trai. Bây giờ mời hai cô gái bước lên và quay mặt lại đây. Mời hai bạn. Mời ba tấm hình thật của ba chàng trai. Số 1. Số 3. Số 4. Các bạn thấy đó, ba số thì tôi ồ cũng y như nhau. Bây giờ mời tắt ba tấm hình, mời hai bạn về chỗ. Bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp gỡ anh chàng số 3. Xin mời bạn Hiếu. Chuyện tình cảm hay công việc cũng thế thôi. Nếu mọi chuyện không như mong muốn, hãy tin tưởng rằng ông trời nhất định có sự sắp xếp khác. Giống như nỗi buồn của mối tình từ thời cấp 3, hay sự lạc nhịp trong lần gặp gỡ tại Tần Số Tình Yêu hôm nay, anh lại quay về với cuộc sống bình yên, sẵn sàng nụ cười để chào đón một mối nhân duyên vừa khớp. Không được chọn, em cảm thấy như thế nào? Có thể hiện tại thì chưa được chọn, nhưng biết đâu tương lai. Nhìn hai cô gái đây, em ấn tượng với cô gái nào? Em ấn tượng chị Việt Hương. Cái chuyện đó là ai cũng ấn tượng. Ở đây tất cả chúng ta đều ấn tượng với chị Việt Hương rồi. Em rất là khéo, ấn tượng một trong hai người sẽ làm cái cản cái bước cho hai anh chàng ngồi trong kia. Cho nên Hiếu chọn chị Việt Hương cho vui. Không chừng sau khi hai bạn này gặp hai bạn kia mà không được thì lại nhắn tin làm bạn với Hiếu. Em có đợi ngoài nhà xe á. Trời ơi, thấy thương quá à. Có thể là hôm nay em tới đây em không kiếm được bạn gái, nhưng em chắc chắn em kiếm được một bà chị. Hồi nãy chị thấy em có một tách cà phê phải không? Chị không biết hai bạn nữ này có biết uống cà phê hay không, nhưng chị là một trong những người đạo trà và cà phê. Và chị sẽ uống cà phê với em, và em sẽ có một cái ly bà chị kế bên, một ly cà phê với Hiếu nha. Cảm ơn chị ạ. Cảm ơn em rất nhiều đã đến với chương trình. Em làm thẩm mỹ phải không? Dạ đúng rồi. Cái lứa tuổi của chị hay kiếm thẩm mỹ lắm. Em yên tâm, chị khách hàng của em luôn. Dạ, cảm ơn chị ạ. Trời. Chúc hai bạn sẽ tìm được tần số tình yêu của mình. Mình đưa ngoài cửa, không được mình đợi. Dễ thương. Cảm ơn em. Vâng, và bây giờ chúng ta sẽ đến với vòng thứ 3, được mang tên Bí Mật Của Nàng. Xin mời. Sẽ được tìm hiểu hai cái điện thoại của hai bạn nữ ngồi cạnh Việt Hương. Bây giờ mời bạn Lương Quỳnh, bạn có thể chia sẻ bất cứ những gì bạn muốn. Tôi thấy bạn bận cao dài, đeo cái kiềng, quải cái giỏ, đẹp quá xá luôn. Chụp tấm hình này ở đâu vậy Lương? Cái này em chụp ở một cảnh ở thành phố Hồ Chí Minh, trên con đường họ bán lồng đèn nhân dịp trung thu á chị. Đẹp quá hả? Gạt qua một cái nữa coi. Gọn gàng dân văn phòng đâu vô đó. Thư một bảo mật. Em cho chị vô coi cái nhạc của tôi em đang nghe cái gì đi. Đây là list nhạc của em. Thường thì em hát bolero, nhưng mà đa số em sẽ nghe nhạc ngoại và tiếng Anh. Cho chị xem vài tấm hình. Hình của em đa số là hình làm việc thôi. Giấy tờ là nhiều. Buôn bán đất đai hả em? Dạ em hiện tại công việc của em là nhân viên kinh doanh của hãng xe hơi. Cô gái này toàn công việc thôi, không có thấy chụp hình gia đình nhiều. Dạ đúng rồi, thường thì em ít chia sẻ hình gia đình lên Facebook hay dạ. Gì đó. Em ở riêng hay ở với cha mẹ?
Dạ, em quê em ở Bình Định thì em vào thành phố Hồ Chí Minh được 5 năm rồi. Tự học, tự đi làm, còn gia đình em thì vẫn ở Bình Định. Gia đình em thì có bố mẹ em và một em trai nữa. Hình Facebook gì đó. Dạ, xe thường không? Là những cái hình mà em đi hát. Dạ đúng rồi. Em gái mà bán xe hơi vậy chắc cá tính mạnh lắm ha. Dạ không, tại em cũng thấy mình có duyên với nghề kinh doanh thì em mới chuyển hướng trong thời gian mới đây thôi. Lúc đầu thì em tính theo nghệ thuật, nhưng mà em nghĩ là nó chỉ là đam mê thôi. Còn để mà nghề mà để kiếm sống lâu dài thì em nghĩ là em nên kiếm một công việc. Số 1, em cũng muốn xem gì em nói qua chị đi, chị cho xem. Dạ em không muốn xem gì thêm mà tại em chỉ thích lúc bạn ấy mặc áo dài cũng cùng một sở thích với em. Vậy hả? Với lại bạn ấy hát nhạc bolero, nói chung là bạn ấy chân ca tuyệt vời. Bạn ấy chân ca tuyệt vời. Ôi trời ơi, ôi trời ơi. Ổng đổ mất tiêu rồi. Đổ luôn rồi, ổng không còn nói gì được nữa trơn á. Nói chung là cái kèo này kèo cứng rồi. Thôi qua hỏi bé Trang đi. Bé Trang cho chị coi điện thoại bé Trang đi. Dạ. Ôi trời ơi đẹp quá vậy. Dạ. Ai chụp cho em vậy? Một người bạn của em. Cái này là đang trong phòng của em luôn, đang trong phòng ngủ. Bạn trai trong phòng ngủ mà em mặc đồ vậy? Dạ không. Không phải là bạn trai mà bạn của em photo rất là nhiều. Tại vì em làm mẫu mà cho nên em quen rất là nhiều. Không tin, không tin. Có một cái album nó sẽ thấy rõ được. Đây ạ. Ánh sáng này là ánh sáng phòng mình bình thường đó phải không em? Đúng rồi, là bạn em qua đi uống cà phê với em thì thấy cái đèn này nó xinh quá thì bạn mới bảo là thôi thì mày để tao chụp vài tấm cho vui. Em là đang ở nhà với cha mẹ hay là em ở một mình? Dạ không, em ở một mình thôi. Ủa ba mẹ ở đâu em hả? Dạ ba em thì vừa mới mất cách đây khoảng một tháng thôi. Dạ. Chị chia sẻ với em. Dạ, còn mẹ em hiện tại thì đang ở Bình Thuận. Ở với anh chị em gì không ạ? Dạ, bây giờ gia đình em thì còn 3 người thôi. Là em có một cô em gái khoảng 14 tuổi. Dạ, ở với dạ, mẹ. Ở với mẹ, ở với em quê. Có ý định mẹ đem mẹ với lại em vô đây với mình luôn không? Dạ có, cái đó là cái điều em ấp ủ rất là lâu rồi. Mơ ước. Dạ đúng rồi, nhưng mà trước mắt em phải đủ. Dạ đúng rồi, phải em ổn định đã. Và chị nghĩ là cái người mà bên cạnh em á phải bảo vệ được luôn cho ba mẹ con. Và bây giờ là thời gian dành cho hai bạn nam khám phá điện thoại của hai bạn nữ. Như vậy là hai chàng trai của chúng ta đã khám phá bí mật khá riêng tư của hai cô gái này để xem họ có ấn tượng nhau thật sự hay không nhé. Trước hết chúng ta hãy cùng nghỉ lao trong vòng 1 phút. Bây giờ sẽ là phần quan trọng nhất trong chương trình, đó là hai bạn nam có gọi cho hai bạn nữ hay không. Xin mời hai bạn nữ. Và quý vị thân mến, lúc nào đến giây phút này bản thân Việt Hương cũng rung nữa. Tại vì từ đầu đến cuối Việt Hương với lại Trương Thế Vinh là ông mai bà mối. Ráng nói như thế nào để các bạn hiểu nhau, tần số rung động về nhau. Và giờ tôi mong là tần số của Hòa ha, rung động để gọi cho bạn Lương Quỳnh. Mời bạn đưa điện thoại lên ạ. Em cảm nhận được tình cảm mà anh dành cho em á. Thích lúc bạn ấy mặc áo dài, cùng bạn ấy hát nhạc vui vui. Bạn ấy chơi ca tuyệt vời. Ba. Đài Trang, giơ điện thoại lên. Dạ. Yeah. Mời Nam. Ai mà hát hay là em thích lắm. Anh có thể hát cho em nghe mỗi ngày. Rồi đó. Đếm luôn. Alo coi. Dạ em nghe. Em có ngại khi mà một người bạn trai mà có cái chiều cao nó khiêm tốn hơn em một chút không? Em sẵn sàng không mang giày cao gót. Trời đất ơi. Vậy thì anh rất sẵn lòng mời em đi ăn tối. Dạ cảm ơn anh. Bước lên đi em.
trời, nam đeo nó gỡ cái mặt nạ cái đẹp trai quá trời nè. Nhưng mà sao không hiền cô à, gán lên để bảo vệ một người quá đẹp bên cạnh em nha. Có thể là cổ sẽ đi chụp hình nhiều nè, cổ sẽ tiếp xúc rất nhiều, cho nên mình phải làm sao cho cổ thấy là mình là người có bờ vai an toàn nhất thì cổ quay về nhà nha. Quay qua nói gì với cổ cho cổ an tâm coi. Em mà có đi chụp hình hay đi bất kỳ một cái gì đó mà em cần một người tài xế thì cứ gọi cho anh. Trời ơi, cái thằng nhỏ tình yêu nó không giao lưu, trời nó chuyển qua lái xe ôm luôn trời. Cái buổi đầu tiên quan trọng lắm. Ừ, nói cái gì coi. Cà phê, ăn uống, coi phim, dạo đường phố, đi du lịch, đồ, cười cái gì. Sau chương trình này anh muốn mời em đi ăn tối. Em sẵn sàng. Cho anh nắm tay em được. Rồi, quá đẹp. Hai cặp đôi đã nắm tay nhau còn nói gì nữa. Xin được tặng hai bạn biểu tượng của tần số tình yêu. Chúc mừng hai bạn đã tìm thấy nhau nhé. Hai đứa cầm đi. Nắm tay tiếp đi, đừng buông ra. Cô ấy sẽ lạc mất. Dễ thương quá phải không quý vị? Sau khi xem chương trình này ngồi ở nhà cảm thấy cô đơn, đăng ký vào chương trình của chúng tôi, Việt Hương và Trương Thế Vinh sẽ sẵn sàng ở đây làm mai cho quý vị. Và mong là quý vị sẽ được giữ trái tim thủy tinh của chúng tôi. Nhớ giờ phát sóng vào lúc 21:35 thứ sáu hàng tuần trên HTV7. Chương trình do đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty truyền thông Bi thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại. Em người Hàn Quốc hả? Dạ, em là con lai F2 ạ. F2 luôn? Dạ. Xin chào tất cả mọi người, mình là Vũ Văn Kiệt. Hiện tại mình là nhân viên tư vấn cho một phòng tổ âm. Thì đến với chương trình hôm nay thì mình chỉ mong ước nhỏ nho thôi là kiếm được một nửa để có thể hát chung với đám cưới của tụi mình sắp tới.